hàng năm Việt Nam thải ra môi trường 1,8 triệu tấn rác thải nhựa. Với thực trạng xả rác thải nhựa lớn như vậy, chúng ta phải đối mặt với nguy cơ ô nhiễm trắng, bởi rác thải nhựa rất khó bị phân hủy trong môi trường tự nhiên. Mỗi loại chất thải nhựa có số năm phân hủy khác nhau, trong thời gian hàng trăm năm, có khi tới hàng ngàn năm. Các loài động vật khi ăn phải rác thải nhựa có thể chết, dẫn đến nguy cơ tuyệt chủng, gây mất cân bằng sinh thái. Rác thải nhựa không được xử lý đúng cách sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến không khí và môi trường nước. Khi đốt, rác thải nhựa sẽ sinh ra chất độc dioxin, furan, gây ô nhiễm không khí, gây ngộ độc, ảnh hưởng tới tuyến nội tiết, làm giảm khả năng miễn dịch, gây ung thư. Khi chôn lấp, rác thải nhựa sẽ làm cho đất không giữ được nước, dinh dưỡng và ngăn cản quá trình khí oxy đi qua đất, gây tác động xấu đến sự sinh trưởng của cây trồng. Hơn nữa, nó có thể làm ô nhiễm nguồn nước, gây ra cái chết của các vi sinh vật có lợi cho cây ở dưới lòng đất. Với chủ đề Cùng hành động để thay đổi thế giới, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu đã có nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động, kêu gọi cộng đồng cùng nhau thay đổi thói quen và thải bỏ chất thải nhựa đúng nơi quy định, hướng dẫn người dân dần nói không với các sản phẩm làm từ nhựa sử dụng một lần, túi ni lông trong quá trình mua sắm, sinh hoạt, làm việc, lao động hàng ngày, từng bước thay thế bằng các loại sản phẩm thân thiện với môi trường. Bởi đã đến lúc mỗi người cần hành động để thay đổi thế giới, làm thế giới sạch hơn bằng những việc làm nhỏ nhất. Tuyên truyền người dân thu gom chai nhựa đã sử dụng đến đúng nơi quy định, liên kết với đơn vị có khả năng xử lý đến vận chuyển tiêu hủy đúng quy định là một trong những công tác thường xuyên của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu. Hàng năm cùng với các cấp các ngành liên quan, Sở đã tổ chức vận động người dân tham gia với nhiều hình thức đa dạng như thu gom chai, túi ni lông, thuốc bảo vệ thực vật, tập kết về các hố rác thải và kết hợp với đơn vị được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép vận chuyển đi tiêu hủy, phân loại rác, thu gom rác thải nhựa đổi gạo, nhu yếu phẩm. Lồng ghép vào các hoạt động ấy, Sở đã cảnh báo những nguy hại của các loại rác thải, nhất là rác thải nhựa đến người dân. Tuyên truyền người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, không vứt rác thải sinh hoạt bừa bãi mà phải thu gom bỏ rác đúng nơi quy định, hạn chế sử dụng đồ nhựa, túi ni lông. Qua nhiều hoạt động thiết thực cụ thể, nhiều người dân đã ý thức hơn trong việc gìn giữ bảo vệ môi trường. Họ đồng lòng với ngành chức năng chung tay hành động để thu gom rác thải và bỏ rác thải đúng nơi quy định. Hôm nay được cái sự mà trao đổi này, đó là người dân được cái quyền lợi là nhận được gạo, đường thì rất mừng và cũng đáng là rất là phấn khởi. Đối với cái chỗ cấp trên đã lo lắng và giúp đỡ cho người dân thấy được, hiểu được cái phần tác hại của môi trường về vấn đề chỗ mũ, rác thải, hình thức kia là khó phân hủy của cái vật chất phẩm chất ni lông. Ngoài các hoạt động về chống rác thải nhựa, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng phối hợp với nhiều địa phương lồng ghép thúc đẩy các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh trong xây dựng và thực hiện phát triển kinh tế địa phương, vừa phát triển kinh tế vừa gắn với bảo vệ môi trường, đồng thời xử phạt nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý chất thải và bảo vệ môi trường của các công ty, doanh nghiệp, cá nhân sản xuất trên địa bàn tỉnh. Thì trong cái kế hoạch năm 2021 thì Sở tiếp tục làm việc với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để trong cái công tác là xử lý giảm thiểu ô nhiễm môi trường đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh. Sở cũng đang nghiên cứu tìm một cái công nghệ rất là thích hợp để đầu tư và xây dựng cái xử lý chất thải y tế. Hiện nay chúng ta biết là cái tình hình chất thải y tế hiện nay cũng đang cái xử lý cũng như mà nó chưa đảm bảo về mặt môi trường cho lắm. Sở cũng đang kết hợp với Sở Y tế liên hệ với Bộ Tài nguyên Môi trường để giới thiệu một công nghệ phù hợp để trang bị cho một số cái bệnh viện xử lý theo tiến cụm để xử lý triệt để cái lượng rác thải phát sinh hàng ngày trong cái quá trình mà chúng ta chữa trị bệnh cũng như là các khu dân cách ly tập trung. Biến rác thải thành phân bón cho cây trồng cũng là một trong những giải pháp mà Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Hội Nông dân thực hiện. Lượng rác thải hữu cơ như rau, nước do gạo, vỏ củ quả, xương động vật, rơm rạ, lá cây, thân cây, xác cà phê, xác mía, mùng cưa, trấu, chất thải từ các cơ sở sản xuất chế biến tinh bột, phân thải của vật nuôi, chất thải hữu cơ từ các nhà máy sẽ là nguồn phân bón dồi dào cho cây trồng. Không chỉ góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường mà còn cung cấp cho cây trồng nguồn phân sạch, không có hóa chất, đem đến sự an toàn cho sản phẩm làm ra. Ông Sơn Ngọc Xuân, nông dân ấp Công Điền, xã Vĩnh Trạch, thành phố Bạc Liêu đã thử nghiệm mô hình này gần 2 năm nay. Số lượng phân ông Xuân ủ một lần có thể lên đến 200 đến 300 kg. Ông dùng số phân ủ này để bón cho ớt, trồng dưa hấu hữu cơ trong nhà lưới. Theo ông, trải qua nhiều vụ, năng suất cây trồng khá tốt, sản phẩm làm ra được người tiêu dùng ưa chuộng, đặt hàng của ông ngay từ khi trái còn rất nhỏ.
nông dân thì chúng tôi có tập quán là quen dùng phân hóa học nhiều hơn, có ít ai quan tâm đến vấn đề phân hữu cơ lắm. Nhưng mà sau khi dự lớp thì nghe nói về cái sử dụng của phân hữu cơ nó có những cái lợi ích như thế nào, thì lúc đó tôi mới về thực hiện thử. Trước mắt là thử, rồi sau đó là mình sẽ, nếu mà mình làm có hiệu quả thì mình sẽ phổ biến lại cho những cái bà con ở trong cái địa phương của mình làm theo mình. Nếu trường hợp mình nói về cái chi phí của cái lợi nhuận của nó, nếu sử dụng phân hữu cơ nó mang lợi ích rất nhiều. Dùng phân hóa học là giá nó mỗi ngày nó mới cao. Mà nếu mình dùng phân hóa học, thứ nhất nó sẽ làm cho đất bạc màu, cái thứ hai chi phí đầu ra đầu vào đó nó rất là cao. Do đó khi mình sản xuất ra đó, cái lợi nhuận của mình nó mất đi rất nhiều. Mà nếu mà sử dụng phân hữu cơ, nó thêm một cái lợi nữa, nó an toàn cho người tiêu dùng. Với hiệu quả ban đầu thu được từ ủ phân hữu cơ, phát triển trồng rau quả hữu cơ, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp với hội nông dân để nhân rộng mô hình này và góp phần thay đổi cách nghĩ, cách làm của nông dân trong sản xuất gắn với bảo vệ môi trường. Đặc biệt là sẽ hướng tới là nghĩa là thu gom cái lục bình đó, lục bình trên sông hiện nay cũng rất là nhiều. Thì hiện nay nếu mà được cái đó thì sở sẽ nghiên cứu cái đó, sẽ thu gom cái này và sẽ kết hợp với một số cái chế phẩm sinh học để ủ cái loại lục bình này để làm một cái phân hữu cơ để cho người dân bón cây trồng hoặc là cái hoa màu như thế nào đó, thì sở sẽ tiếp tục nghiên cứu cái này. Còn cái ủ phân hộ gia đình thì sở cũng đã triển khai kết hợp với hội nông dân, hội phụ nữ, đoàn thanh niên, hiện nay triển khai cũng rất là tốt, mà đặc biệt là ở các khu vực vùng sâu vùng xa. Nhiều hoạt động thiết thực về chống rác thải nhựa, làm giảm thiểu tác hại môi trường từ chất thải của Sở Tài nguyên và Môi trường phát động, bước đầu đã phát huy hiệu quả, được các cấp, các ngành, người dân tham gia tích cực, nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ môi trường. Có thể nói, ngoài nỗ lực giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường của các ngành, các cấp và địa phương, thì mỗi người chúng ta đều có thể tham gia hưởng ứng chiến dịch bằng những việc làm đơn giản nhất, như hạn chế sử dụng rác thải nhựa, phân loại rác thải tại nguồn để rác đúng nơi quy định. Điều này sẽ góp phần tác động lan tỏa đến mọi người, mọi nhà để cùng chung tay thay đổi và làm cho thế giới sạch hơn.